Tôi thấy có nhiều bác mua cứ bảo là cho tôi cả tổ cho nó chắc ăn à. Thế nhưng mà có nhiều khi nha, các bác mua cả tổ vẫn chưa chắc ăn à, vẫn dính vào mật giả bình thường. Tại sao nó lại như vậy? Thì là như này, thực ra tôi không có để ý đến chiêu này đâu. Thế thì hôm tôi mới thấy một ông vác mấy cái tổ tổ không. Thế tôi bảo quái, hôm nay ông vác cái tổ không đi làm cái gì này? Hóa ra tôi hỏi ra, hóa ra là ông bảo là vác cái tổ không này đi bán cho mấy người, người ta đổ mật ong vào để mà làm cái mật ong nguyên cả tổ. Tôi bảo ôi ôi, chiêu này thì đúng là độc nhất vô nhị thật. Khi các bác mua này, nếu cả tổ nhá, các bác để ý này, đây, đây cái miếng mật nó có nó quyện vào nhau, nó thành cục chứ nó không có lỗ chỗ. À, trong cái tổ kia là nó có thành lỗ, các bác hiểu ý không ạ? Tức là nó rất rõ ràng, nó rất rõ ràng cái nó hiện ra cái tổ đấy, nhưng mà nó lại có mật ở trong đấy, các bác hiểu ý chưa? Còn đây này, các bác nhìn xem, nó thành mật, nó gần như nó quyện lại, nó khác lắm, nó khác thật. Đây, nó khác, nó thành cục mật này mà các bác. À, các bác để ý nha, để các bác để ý kỹ này, nó thành cục mật chứ nó không có lỗ chỗ ra đâu, nó không thành lỗ rõ ràng. Đây, nó cũng có lỗ này chứ không phải không, thế nhưng mà nó không có rõ ràng. À, hầu hết là nó thành khối mật, nó thành khối, nó quện vào nhau. Chứ còn cái kia mật nó rời ra, cái lỗ nó rõ ràng ra. Mà nếu chúng ta để ý kỹ ấy, thì là cái sáp này này, nó cái loại kia nó hơi thâm thâm một tí chứ nó không bao giờ nó được được nõn nà như này. À, cái điểm này các bác lưu ý đặc biệt này. Thỉnh thoảng tôi lại thấy người đi bán cái kiểu đấy, tôi không để ý, tôi tưởng là họ đi bán cái kiểu đấy là mang mang để mà cho nhiều người, người ta làm quán, người ta treo chơi ấy. Hóa ra không phải, hóa ra là để mấy ông chút vào, chút mật vào, thế là bán nguyên cả tổ mà ông khoái đàng hoàng ấy. Chứ không đâu, đây cái cục mật như này này. Công nhận đòn của các ông cao thật, thua thua các chiêu. Đòn quá cao luôn các bạn ạ. Đấy, cục mật nó quện vào nhau như này này, cái kia nó thành lỗ ra, nó không quện như này đâu. Đấy, cứ bảo là mua mua nguyên cả tổ là chắc cú là mật xịn, nhưng không phải, cả tổ vẫn bị như thường, thế nhưng mà nó vẫn có sơ hở. Đó, là như vậy đấy các bác. Cái ông quái này thì không biết là có bác nào là biết chỗ nào người ta thuần được chưa? Chỗ tôi thì họ chưa thuần được con ông quái này đâu. Ông quái này là ông rừng chắc chắn này, mà ông rừng chắc chắn. À, ông rừng nó có hai loại, một loại loại là ông quái này này, nó to gấp đôi con ong mật bình thường mà mình nuôi ạ. À, ông quái này chưa thuần được, trên này tôi chả thấy ai thuần được cả. Tôi nghe nói hình như dưới Yên Bái họ thuần được hay sao ấy, nhưng mà tôi không chắc chắc chắn lắm. Không biết có phải không, nếu bác nào mà xem được cái video này, nếu thấy cái chỗ nào thuần được cái gì thì nhắn tin tôi biết với nhá. À, còn tôi thì ở trên này tôi chưa thấy ai thuần được, nghe loãng thoáng thôi, ở dưới Yên Bái có người thuần được nhưng không biết có phải không, chưa chắc chắn, không chắc đâu các bạn. Cái ong này cực kỳ khó thuần. À, người ta chỉ thuần được con ong kia thôi chứ thuần con ong này khó lắm.